Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Trong lúc Tổng thống Ukraine Zelensky bận rộn tìm kiếm sự hậu thuẫn của chính quyền Tổng thống Mỹ Biden và gặp gỡ cựu Tổng thống Mỹ Trump, lực lượng Nga tranh thủ sốc tới ở miền đông Ukraine, kiểm soát thêm làng mạc và khép chặt vòng vây quanh thị trấn then chốt Pokrovsk. Nga cũng duy trì không kích các thành phố lớn của Ukraine tập kích vào cơ sở hạ tầng của Ukraine nói chung và cơ sở hạ tầng ngành năng lượng của nước này nói riêng. Trước thực trạng này, Ukraine cố gắng đáp trả bằng cách tập kích vào các kho vũ khí nằm trong lãnh thổ Nga nhằm phá rối hậu cần đối phương. Do chưa được sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây cho mục đích này, Ukraine hiện đang phải trông chờ vào UAV tầm xa và các tên lửa do họ tự chế để thực hiện đòn đánh này. Tình hình dường như u ám hơn nữa với Ukraine khi người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller vừa thông báo với báo chí rằng Washington không có năng lực nhiệm màu nào có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện của cuộc xung đột vũ trang với Nga. Ông Miller cho biết Mỹ đã xem xét hết mọi năng lực, mọi chiến thuật và tổng cộng tất cả mọi sự ủng hộ mà nước này dành cho Ukraine. Trong vài tháng qua, Nga tập trung tấn công xung quanh Pokrovsk, một đầu mối giao thông đường bộ và đường sắt, một trung tâm hậu cần lớn của quân đội Ukraine. Hiện Nga chỉ còn cách thị trấn này khoảng 8 km. Nếu thị trấn chiến lược này rơi vào tay Nga, hệ thống hậu cần của Ukraine tại tỉnh Donetsk sẽ gặp khó khăn trầm trọng. Sau giai đoạn tiến nhanh về Pokrovsk, cuộc tiến công Nga có chậm lại một chút do vấp phải tuyến công sự vững chắc của Ukraine cũng như lực lượng viện binh do Kiev tăng cường về đây để bảo vệ ngoại vi thị trấn. Tổng thống Putin vẫn khẳng định ưu tiên số một của nhà nước Nga hiện nay là đảm bảo an ninh cho vùng donbas gồm Donetsk, và Lugansk, dù cũng đồng thời quan tâm đến các vấn đề kinh tế và xã hội của vùng này. Binh sĩ và chuyên gia quân sự Ukraine nói rằng họ dự báo sẽ có một trận chiến kéo dài tại Pokrovsk. Theo dự đoán của họ, thị trấn này có thể bị Nga kiểm soát sau khi hứng chịu một chiến dịch ném bom kéo dài, tương tự như cách Nga tấn công các đô thị khác như thành phố Bakhmut, Artemovsk và thị trấn Adivka. Nhà phân tích quân sự Michael Kaufman nói rằng chúng ta sẽ chứng kiến tình trạng với hãm Pokrovsk như từng xảy ra với các đô thị khác của Ukraine. Tôi cho rằng có khả năng cao Pokrovsk sẽ bị phá hủy trong cuộc bao vây đó. Hiện nay, quân đội Nga đang chuyển một phần nỗ lực tiến công của mình xuống khu vực nằm về phía nam của Pokrovsk. Binh sĩ Nga tiến hành bao vây các thị trấn Kurakhov và Ukleda. Ngoài ra, Ukleda, hay còn gọi là Vuleda, là một thành trì của Ukraine nhưng hiện đang kẹt trong thế gọng kìm của Nga cánh quân phía Tây và phía Đông của Nga quanh Ukleda hiện chỉ cách nhau có 2,4 km. Ông Kaufman cũng nhận định Ukleda có khả năng sẽ mau chóng sụp đổ. Ông Mykola Bielieskov, nhà phân tích quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến lược của Chính phủ Ukraine, cho rằng Nga đã cải thiện chiến thuật bao vây, đột phá theo những điểm yếu trong phòng tuyến Ukraine bằng những nhóm nhỏ. Theo ông, cách này giúp nhịp tiến của Nga tăng lên. Quân đội Nga có thể đang nỗ lực tạo thế gọng kìm Tương tự quanh thị trấn Kupiansk nằm ở đông bắc. Trong khi đó, tình hình Ukraine tại Kursk đang tiếp tục xấu đi. Ông Vincent Turet, nhà phân tích thuộc quỹ nghiên cứu chiến lược Pháp, thừa nhận rằng chiến dịch đột kích của Ukraine vào Kursk đã thất bại trong mục tiêu điều bớt lực lượng nga khỏi các điểm nóng ở mặt trận miền đông, đồng thời hứng chịu tổn thất lớn về vũ khí khí tài. Dù chiến dịch này phần nào khích lệ tinh thần binh sĩ Ukraine và chứng minh với phương Tây rằng Ukraine ít nhiều vẫn nắm được quyền chủ động trên tiền tuyến để đối phó cuộc tiến công của Ukraine vào Kursk. Phía Nga đã kéo bớt lực lượng của mình ra khỏi khu vực mà họ kiểm soát được ở tỉnh Kharkov, khu vực đông bắc Ukraine, trong mùa xuân năm 2024. Bình luận với hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ mới đây, ông Hussein Ozdemir, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Thế giới TRT, có trụ sở tại Istanbul cho rằng khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trình bày kế hoạch chiến thắng của mình tại Đại hội đồng Liên hợp quốc và gặp gỡ các nhà lãnh đạo Mỹ, giao tranh ở các mặt trận trong xung đột giữa Kyiv và Moscow vẫn không ngừng gia tăng. Kế hoạch này phát thảo con đường hướng tới hòa bình của Tổng thống Zelensky được công bố trong bối cảnh các hành động quân sự đang diễn ra và sự thay đổi trong bối cảnh quốc tế. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu sáng kiến này của ông Zelensky có phải là một bước tiến thực sự? hướng tới hòa bình hay chỉ đơn giản là một động thái chiến lược nhằm duy trì sự ủng hộ của phương Tây trong khi xung đột vẫn tiếp diễn. Mặc dù các chi tiết đầy đủ của kế hoạch chiến thắng chưa được tiết lộ chính thức, nhưng các nguồn tin cho rằng nó bao gồm những yếu tố quan trọng, đảm bảo an ninh giống như NATO cho Ukraine, hỗ trợ quân sự tiên tiến từ các đồng minh phương Tây và viện trợ tài chính quốc tế để tái thiết đất nước bị xung đột tàn phá. Một số quan chức Mỹ đã bày tỏ sự hoài nghi cho rằng kế hoạch này có thể mang tính biểu tượng hơn là một thay đổi chiến lược toàn diện. Việc trình bày kế hoạch cho nhiều bên liên quan khác nhau ở Mỹ cho thấy Tổng thống Zelensky muốn đảm bảo sự ủng hộ từ cả hai đảng ở Mỹ, đặc biệt trước cuộc bầu cử năm 2024. Tuy nhiên, sự thay đổi trong cảm nhận của công chúng ở cả Ukraine và Mỹ đã dấy lên nghi ngờ về sự ủng hộ chính trị lâu dài cho chiến lược của ông. Kế hoạch của Tổng thống Zelensky thể hiện sự cân bằng tinh tế giữa hành động quân sự và ngoại giao, cuộc tấn công vào khu vực Kursk ở Nga và các chiến dịch bằng thiết bị bay không người lái UAV nhằm vào sâu trong lãnh thổ Nga không chỉ là các động thái chiến thuật, chúng còn là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm giành lợi thế tại bàn đàm phán. Bằng cách chứng minh khả năng phục hồi và tấn công của Ukraine, ông Zelensky không chỉ mong muốn củng cố tinh thần quốc gia mà còn buộc Nga phải tham gia vào các cuộc đàm phán nghiêm túc từ một vị thế yếu thế. Tuy nhiên, Cách tiếp cận kết hợp gia tăng quân sự với ngoại giao đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng hai bên có thể cùng nhượng bộ. Nhiều người chỉ trích cho rằng việc tăng cường các cuộc tấn công có thể cản trở các cuộc đàm phán. Các đồng minh phương Tây, đặc biệt là chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden, tỏ ra thận trọng trước nguy cơ xung đột lan rộng, có thể kích động Nga và kéo NATO vào cuộc xung đột. Sự lo ngại này được thể hiện rõ ràng trong sự do dự của Mỹ trong việc cung cấp các tên lửa tầm xa như ATACMS vì có thể dẫn đến phản ứng không lường trước từ Moscow. Bên cạnh đó, việc Tổng thống Zelensky tiếp cận các ứng cử viên Tổng thống Mỹ như Kamala Harris và Donald Trump cho thấy rõ ràng cuộc chiến này gắn liền với động lực chính trị ở Mỹ. Ông Zelensky hiểu rằng việc đảm bảo các mục tiêu của Ukraine vẫn được ưu tiên trong mọi chính sách đảng phái là cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh chia rẽ chính trị sâu sắc trong cuộc bầu cử năm 2024 ngoài ra cuộc tấn công vào khu vực kursk của ukraine đã làm phức tạp thêm bối cảnh ngoại giao phía nga đã từ chối tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình thứ hai cho thấy rằng hòa bình vẫn còn xa vời kế hoạch hòa bình sẽ chỉ thành công nếu cả ukraine và nga cam kết đối thoại thực sự điều này hiện là một viễn cảnh khó khăn trong một cuộc họp báo mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller tuyên bố Washington không có khả năng kỳ diệu nào giúp Ukraine thay đổi cục diện cuộc xung đột. Ông Miller lưu ý, trước đây chúng tôi đã có cuộc thảo luận về các hệ thống vũ khí hoặc chiến thuật khác được cho là khả năng kỳ diệu duy nhất có thể thay đổi cục diện cuộc xung đột. Và tôi luôn nói rõ ràng rằng chúng tôi không nhìn nhận vấn đề theo cách đó. Ông Miller nói thêm rằng Washington đã xem xét tất cả các khả năng, chiến thuật và sự hỗ trợ mà Mỹ cung cấp cho Ukraine một cách tổng thể, xem xét cách thức ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường và toàn bộ chiến lược của Ukraine. Tuyên bố của ông Mueller được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky không nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ phía Mỹ liên quan đến cuộc xung đột với Nga trong chuyến thăm gần đây nhất tới Washington. Không chỉ có vậy, theo tờ Wall Street Journal, kế hoạch chiến thắng của nhà lãnh đạo Ukraine cũng không gây ấn tượng với các quan chức Mỹ. Tờ báo cho biết, khi trình bày kế hoạch chiến thắng tại Mỹ, ông Zelensky đã gặp phải sự thờ ơ từ các quan chức nước này và nói rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden vẫn rẻ chừng với những động thái được cho là sẽ dẫn đến gia tăng xung đột với Moscow. Dù đã công bố gói viện trợ quân sự mới cho Kiev, song Washington vẫn chưa chấp thuận yêu cầu của ông Zelensky về việc cho phép quân đội Ukraine tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa do nước này cung cấp. Tờ Wall Street Journal nhấn mạnh việc Kiev không đạt được thỏa thuận tăng cường viện trợ từ Mỹ có thể khiến quân đội nước này đối mặt với mối nguy lớn, đặc biệt khi các tuyến phòng thủ của Ukraine đang chịu áp lực lớn tại Donbass. Nguồn tin nhận định nếu không có sự hỗ trợ quân sự lớn hơn, mục tiêu của Ukraine trong việc giành lại toàn bộ lãnh thổ có vẻ không thể trở thành hiện thực. Vào tuần trước, theo một báo cáo của Bloomberg, các quan chức phương Tây không tin kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky sẽ tạo ra bước đột phá trong cuộc xung đột do thiếu các yếu tố bất ngờ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết kế hoạch của ông Zelensky không đưa ra giải pháp hữu ích nào cho những nước phương Tây ủng hộ Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga, đồng nghĩa với việc NATO tuyên chiến với Moscow. Trước đó, Tổng thống Putin đã công bố loạt đề xuất sửa đổi đối với học thuyết hạt nhân chiến thuật của nước này. Nhà lãnh đạo Nga nêu rõ 3 điểm thay đổi chính trong học thuyết hạt nhân mới, bao gồm coi các hành động xâm phạm Nga của bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào, nhưng có sự tham gia hoặc hỗ trợ của một quốc gia hạt nhân là cuộc tấn công chung và từ đó kích hoạt phản ứng hạt nhân. Với quy định này, điều đó có nghĩa là Nga có thể đáp trả bằng phản ứng hạt nhân chiến thuật nếu Ukraine dùng vũ khí tiên tiến do phương Tây cung cấp tấn công sâu bên trong nước Nga hoặc đồng minh thân cận Belarus. Ngày 29 tháng 9, ông Peskov cho hay phiên bản cập nhật của học thuyết hạt nhân chiến thuật của Nga đã được hoàn thiện và đang trải qua các thủ tục cần thiết cuối cùng để trở thành luật. Ông nói rằng những thay đổi này là cần thiết do các cường quốc hạt nhân phương Tây ngày càng can dự vào cuộc xung đột ở Ukraine. Hồi tháng 9, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov cho biết Nga đã gửi thêm hai xe điện Tesla Cybertruck đến chiến trường Ukraine. Trong bài đăng trên Telegram về việc gửi xe điện đến Ukraine, ông Karirov đính kèm đoạn video hai chiếc xe được lắp đặt súng máy và bắn đạn thật. Trong đoạn phim, hai chiếc xe điện di chuyển dọc theo một con đường đất qua một khu rừng rậm rạp với hai xe địa hình đi kèm. Sau đó, hai xe điện chiếm vị trí trên một ngọn đồi nhỏ và nổ súng vào một máy bay không người lái UAV. Ông Karirov viết, thiết bị của phương Tây đang hoạt động rất tốt chống lại các máy bay chiến đấu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Tính cơ động, tiện lợi là những phẩm chất đang rất được ưa chuộng. Lưu ý rằng, Nga chắc chắn biết cách sử dụng những chiếc Tesla Cybertruck này. Bài đăng trên của ông Kadyrov xuất hiện một ngày sau khi người sáng lập hãng Tesla, ông Elon Musk, đã vô hiệu hóa từ xa chiếc xe bán tải bọc thép Cybertruck, vốn được sử dụng trong khu vực quân khu Tây Bắc Nga trong xung đột Đông Âu. Ông Kadyrov bày tỏ sự không hài lòng với hành động này, cho rằng ông Elon Musk đã hành động thiếu nam tính. Ông khẳng định rằng tỷ phú người Mỹ ban đầu đã tặng ông chiếc Tesla với thiện chí và sau đó tắt nó từ xa. Theo ông Kadirop, chiếc xe sau khi bị vô hiệu hóa đã được kéo về. Ông Kadirop đặt câu hỏi, "Tại sao vậy, ông Elon? Cybertruck có giá hơn 200.000 đô la Mỹ, được đánh giá là xe điện có ngoại thất cứng cáp, dù không được thiết kế cho mục đích quân sự. Chiếc xe này có khả năng tăng tốc như siêu xe." tầm hoạt động hơn 800 km cho mỗi lần sạc đầy. Ông Mark Cansian, cố vấn cấp cao cho chương trình an ninh quốc tế tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, nói rằng đưa Cybertruck ra chiến trường Ukraine là ý tưởng không hợp lý về mặt hậu cần. Mẫu xe này dùng động cơ điện và pin sạc thay vì động cơ xăng truyền thống nên cần nạp điện thường xuyên để hoạt động, trong khi tiền tuyến thường không có thiết bị, hạ tầng để đáp ứng nhu cầu. Ông Cansian nói, binh sĩ Nga có thể mang theo máy phát điện để sạc điện cho xe. Xong điều này sẽ rất bất tiện và không mang lại giá trị nào. Chiếc xe rất ngầu, xong hoàn toàn vô dụng trên chiến trường. Bộ Quốc phòng Nga thông báo trực thăng cá sấu sát thủ K-52M của nước này đã phá hủy xe bọc thép của Ukraine ở vùng Kursk. Hãng thông tấn TASS mới đây trích dẫn báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga nói các cuộc tấn công của trực thăng Can-52M được thực hiện bằng tên lửa trên không. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các đơn vị đã quay trở lại căn cứ. Cùng thời điểm, nhóm tác chiến phương Bắc của Nga tuyên bố đã sử dụng máy bay không người lái UAV Lancet phá hủy một pháo tự hành D-30 của Ukraine ở khu vực biên giới Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố, trong lúc trinh sát tại khu vực biên giới vùng Kursk, binh sĩ của nhóm chiến đấu phía Bắc đã phát hiện một vị trí đặt pháo D-30 ngụy trang của quân đội Ukraine tại một vành đai rừng. Pháo D-30 của Ukraine đã bị phá hủy bởi một UAV Lancet. Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải đoạn video dựa trên dữ liệu ghi lại cho thấy một vụ nổ và hỏa hoạn tại vị trí pháo tự hành của Ukraine. Hồi tháng 5, một số video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy máy bay không người lái UAV của Nga đã bắn trúng ít nhất hai khẩu pháo tự hành của Ukraine ở vùng Kharkov. Theo kênh Telegram Nokwin của Nga, một UAV cảm tử Lancet đã phá hủy pháo tự hành 155mm 2S22 Bogdana hoàn toàn mới gần khu định cư Bokstrevaja, cách Kharkov khoảng 20 km về phía bắc. Những khẩu pháo này có thể sử dụng đạn pháo tiêu chuẩn NATO và bắn trúng mục tiêu cách xa tới 50 km. Kênh Telegram Nordwin lưu ý, Ukraine chỉ có một số khẩu pháo tự hành này, nói thêm rằng hệ thống pháo trên chỉ bắn được một phát trước khi bị phá hủy. Đoạn video cho thấy, khẩu pháo đang di chuyển trên một con đường. Sau đó, UAV của Nga nhắm mục tiêu trực tiếp vào pháo 2S-22 Bogdana. Khẩu pháo ngay lập tức bốc cháy. Tuy nhiên, đây dường như không phải là khẩu pháo tự hành Bogdana duy nhất của Ukraine bị lực lượng Nga phá hủy ở vùng Kharkov. Trước đó, đoạn video do một kênh Telegram chia sẻ cho thấy một khẩu pháo Bogdana khác đang tìm nơi trú ẩn trong một khu rừng nhỏ được bao quanh bởi chiến hào hoặc hệ thống chống tăng khu rừng bị một máy bay không người lái tấn công và lửa bùng phát ở nơi hệ thống bốc ẩn náu. Khẩu pháo sau đó bốc cháy và cố gắng rời khỏi vị trí. Trong khi đó, kênh Telegram Voenache cho rằng Ukraine có thể đã mất tới 3 pháo tự hành bốc trong khu vực này. Đề cập đến một video khác cho thấy một khẩu pháo bốc bị bỏ lại cháy âm ỉ bên đường ở vùng Kharkov. Tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu những pháo tự hành này có giống nhau hay không quân đội Nga đã sử dụng rộng rãi UAV Lancet lần đầu tiên được ra mắt vào năm 2019 để nhắm mục tiêu vào xe thiết giáp hạng nặng của Ukraine. Các quan chức phương Tây và Ukraine đều mô tả UAV Lancet là một trong những thiết bị quân sự mạnh mẽ nhất trong kho vũ khí của Nga. Ukraine có kế hoạch sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương Mối đe dọa lớn nhất đối với quân đội Nga trên các hướng tác chiến Kursk và Bengorod là tên lửa chiến thuật đa năng hiện đại hóa R-360 thuộc tổ hợp Neptune. Tên lửa Neptune do Ukraine nghiên cứu chế tạo dựa trên thiết kế KH-35 Uran từ thời Liên Xô đã được chứng minh là một vũ khí cực kỳ lợi hại khi lập được khá nhiều chiến công. Hải quân Ukraine trước đó cũng ra thông báo đã sử dụng tên lửa này thực hiện một cuộc tấn công vào cơ sở quân sự của Nga nằm trong khu vực Mariupol. Tin tức này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các phương tiện truyền thông. Tên lửa hành trình Neptune của Ukraine được kỳ vọng có thể vươn tới các mục tiêu gần thủ đô Moscow của Nga. Các kỹ sư quân sự của Kiev cách đây ít lâu đã bắt đầu công việc hiện đại hóa tên lửa hành trình chống hạm R-360 Neptune với mục đích sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu trên mặt đất ở cự ly xa. Phiên bản mới của R-360 được trang bị hệ thống điều khiển và đầu đạn cải tiến giúp tăng tầm bắn lên 500 đến 700 km. Các tên lửa được nâng cấp có khả năng bao quát khoảng cách đáng kể, tăng tầm bay từ 280 lên 700 km. Điều này có nghĩa là chúng đủ sức đe dọa những đối tượng nằm rất sâu trong lãnh thổ Nga, giúp mở rộng đáng kể khả năng gian đe chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine. Bước đổi mới quan trọng là việc trang bị cho tên lửa đầu đạn có sức nổ mạnh theo kiểu xuyên thấu nhẹ hơn, đi kèm thùng nhiên liệu lớn hơn. Ngoài ra, Neptune còn nhận được đầu dẫn radar hiện đại GOS có khả năng tìm kiếm và dẫn đường tên lửa tới mục tiêu một cách hiệu quả, ngay cả trong điều kiện nhiễu sóng vô tuyến rất mạnh. Đối với hệ thống phòng không Nga, việc Ukraine hiện đại hóa tên lửa hành trình R-360 Neptune rõ ràng đặt ra một vấn đề thách thức mới. Loại đạn này hiện khó bị đánh chặn hơn vì chúng cơ động cao và có thể thay đổi đường bay để đáp trả những nỗ lực nhằm bắn hạ chúng. Theo những gì được giới chức Ukraine đề cập tới, Moscow được xem như mục tiêu chính của phiên bản hiện đại hóa tên lửa hành trình Neptune do đây là đối tượng mang ý nghĩa lớn lực lượng phòng không bảo vệ thủ đô moscow của nga đã nhiều lần bị xuyên thủng bởi máy bay không người lái cảm tử tự chế do vậy khi đối phó một tên lửa lợi hại như neptune thì nhiệm vụ còn khó khăn hơn nhiều khó khăn lớn nhất đối với ukraine hiện nay được chỉ ra đó là thiếu nguồn lực để sản xuất nhanh với số lượng lớn họ sẽ cần sự hỗ trợ thêm từ các đồng minh phương tây nhằm đẩy nhanh công việc sau khi Tổng thống Zelensky cải tổ nội các Ukraine, tin đồn về việc cách chức Tổng cục trưởng tình báo quốc phòng Ukraine Kirin Budanov đã lan truyền nhanh chóng. Trang tin New Voice NV dẫn nguồn tin thực thi pháp luật cho hay, Tổng cục trưởng tình báo quốc phòng Ukraine, tướng Kirin Budanov có thể sớm buộc phải từ chức với người kế nhiệm có khả năng đã được chọn. Cũng có nguồn tin nói rằng đã có căng thẳng nghiêm trọng giữa Tổng cục trưởng tình báo quốc phòng Budanov và tránh văn phòng Tổng thống Andrei Jemak một số nhà quan sát đánh giá ông Yermak đang trong quá trình tập trung quyền lực. Nguồn tin của New Voice xác nhận có khả năng ông Buranov bị cách chức, tuy nhiên ông này phủ nhận khả năng ông Buranov sẽ theo chân của cựu tổng tư lệnh Zaluzny, đó là được bổ nhiệm làm đại sứ ở nước ngoài. Theo nguồn tin trên, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, ông Oleg Ivashchenko có khả năng sẽ kế vị ông Buranov. Hiện chưa có tuyên bố chính thức từ Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine. Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, Tổng thống Zelensky thường phản ứng với những bất lợi trên tiền tuyến bằng cách thay thế các chỉ huy quân sự cấp cao. Cựu Tổng tư lệnh Valery Zaluzhny đã bị thay thế do những bất đồng với ông Zelensky, trong khi ông Alexei Resnikov, Bộ trưởng Quốc phòng trước đó của Ukraine, đã bị sa thải sau thất bại của chiến dịch phản công mùa hè. Hồi đầu tháng 9, nhiều nguồn tin tiết lộ Ukraine dự kiến sẽ thực hiện một cuộc thay thế lớn nội các trong thời gian tới. Thời điểm đó, theo nghị sĩ David Arakhamia, lãnh đạo đảng đầy tớ của nhân dân cầm quyền trong Quốc hội Ukraine, hơn một nửa số thành viên chính phủ cấp cao của nước này dự kiến sẽ bị thay thế. Ông Zelensky được cho là đã gặp các nghị sĩ trong đảng để giải thích ý định sau khi Quốc hội Ukraine không chấp thuận một số thay đổi nội các được đề xuất. Cùng thời điểm đó, hàng loạt chính trị gia đối lập hàng đầu Ukraine đang cáo buộc Tổng thống Zelensky bổ nhiệm ngày càng nhiều đồng minh thân cận và những người trung thành với ông vào các vị trí quan trọng trong chính phủ nhằm củng cố quyền lực. Vừa qua, bình luận trên tờ Jerusalem Post của Israel, Fahad Rezae, học giả và là nghiên cứu viên cao cấp tại dự án Philos cho rằng khi căng thẳng giữa Israel và Hezbollah gia tăng, vai trò của Iran như một đồng minh chính của Hezbollah càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, Tehran lại tỏ ra thận trọng trong việc can thiệp Mặc dù Israel đang tiến hành một loạt các cuộc tấn công nhằm vào phong trào này, nhiều yếu tố từ kinh tế đến chính trị và chiến lược đã ảnh hưởng đến quyết định của Iran trong bối cảnh trên. Hezbollah không chỉ là một lực lượng vũ trang mà còn là một nhóm dân quân thân Iran và có vai trò chiến lược với Tehran trong khu vực, đặc biệt trong trường hợp Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Vì vậy, câu hỏi được đặt ra là tại sao Iran lại tê liệt trước những cuộc tấn công từ Israel này? Phải chăng Tehran đang từ bỏ đồng minh quan trọng của mình? hay có những tính toán sâu xa hơn đằng sau sự do dự của họ. Theo ông Rezaei, một trong những lý do quan trọng cho sự do dự của Iran có lẽ là tình hình kinh tế mà quốc gia này đang phải đối mặt. Kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân vào năm 2018, nền kinh tế của Iran đã rơi vào khủng hoảng với nợ quốc gia lên đến 30% GDP, lạm phát đạt mức 49,5%, đồng tiền mất 80% giá trị trong vòng chưa đầy 2 năm và tỷ lệ thất nghiệp gần 10%. Iran cũng đã phải đối mặt với nhiều biểu tình và tình trạng bất ổn xã hội. Phản ứng của người dân Iran cũng xuất phát từ việc chính phủ không chú ý đầy đủ đến nhu cầu của họ, trong khi lại tiếp tục đầu tư vào các hoạt động quân sự và hỗ trợ cho các nhóm như Hezbollah. Bên cạnh vấn đề kinh tế và chính trị, sự chênh lệch về sức mạnh quân sự giữa Israel và Iran cũng là một yếu tố đáng kể. Israel đã thể hiện rõ ưu thế quân sự với khả năng không chiến và công nghệ tiên tiến. Trong khi đó, lực lượng không quân của Iran lại đang phải đối mặt với nhiều hạn chế. Các tên lửa và thiết bị bay không người lái UAV của Iran chưa thể xâm nhập không phận Israel, trong khi không phận Iran lại hoàn toàn mở cho các cuộc tấn công của Israel. Trong bối cảnh đó, tổng thống Iran, Masoud Pezeshki đã tuyên bố rằng họ không muốn tham gia vào một cuộc xung đột trực tiếp. Điều này phản ánh sự thận trọng trong chính sách đối ngoại của nước này. Các quan chức Iran đã từ chối yêu cầu từ Hezbollah về việc tấn công Israel, cho rằng thời điểm chưa thích hợp. Điều này cho thấy rằng Iran đang cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định can thiệp vào cuộc xung đột. Trên thực tế, trong các sự cố trước đây, chẳng hạn như vụ tấn công được cho là của Israel và các đường ống dẫn khí đốt chính của Iran vào tháng 3 năm 2024 gây gián đoạn nghiêm trọng các dịch vụ quan trọng. Các nhà lãnh đạo Iran đã vô cùng lo ngại rằng các cuộc không kích tăng cường của Israel có thể làm mất ổn định thêm đất nước và làm tê liệt nền kinh tế vốn đã mong manh. Tehran cũng hiểu rằng việc tham gia vào một cuộc xung đột trực tiếp với Israel có thể sẽ kéo Mỹ vào cuộc xung đột. Một số nhà lãnh đạo Iran tin rằng sự gia tăng căng thẳng của Israel là một cái bẫy do Thủ tướng Benjamin Netanyahu thiết kế để khiêu khích Iran vào một cuộc xung đột trực tiếp với Mỹ và họ nên thận trọng để tránh rơi vào cái bẫy này. Tóm lại, ông Rezaei lưu ý sự do dự của Iran trong việc can thiệp vào tình hình căng thẳng với Israel không phải là một quyết định ngẫu hứng mà là kết quả của nhiều yếu tố phức tạp. Cuộc khủng hoảng kinh tế, tình hình chính trị không ổn định và sự chênh lệch về sức mạnh quân sự đã khiến Tehran phải tính toán kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Iran có thể tiếp tục hỗ trợ Hezbollah từ xa nhưng một cuộc xung đột trực tiếp với Israel trong thời điểm này có lẽ là điều không khả thi. Tờ Financial Times dẫn lời các chuyên gia cho biết, Israel có thể ám sát được thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah nhờ thay đổi cách thu thập thông tin tình báo và tập trung vào việc quét lượng lớn dữ liệu, bao gồm cả các cáo phó hay đám tang thành viên Hezbollah, vì đây thường là lúc các chỉ huy của nhóm này lộ diện. Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah là mục tiêu quân sự ưu tiên của Israel trong nhiều thập kỷ, trước khi ông thiệt mạng trong cuộc không kích hôm 27 tháng 9. Ông đã sống sót qua nhiều vụ ám sát trong suốt cuộc chiến tranh Liban năm 2006. Theo Financial Times, các cơ quan mật vụ Israel đã tăng cường đáng kể chiều sâu và chất lượng thu thập thông tin tình báo về Hezbollah từ lúc bắt đầu coi đây là một đội quân khủng bố, có tổ chức chặt chẽ sau khi xung đột Syria nổ ra. Khi Hezbollah chiến đấu ở quốc gia láng giềng, họ phải tăng cường tuyển mộ, khiến nhóm này dễ bị gián điệp Israel theo dõi hơn. Cuộc xung đột ở Syria đã trở thành một nguồn dữ liệu phong phú cho Israel, cung cấp cho Israel lượng lớn thông tin, bao gồm cả cáo phó, dữ liệu về nơi sinh của các chiến binh tử trận và tệp bạn bè của thành viên Hezbollah. Theo Financial Times, các đám tang đã tỏ ra cực kỳ hữu ích vì thường là lúc các chỉ huy của Hezbollah lộ diện. Ông Yazid Saik, một nhà nghiên cứu cấp cao tại trung tâm Kennedy Trung Đông nhận định, do cuộc xung đột ở Syria Hezbollah từ một tổ chức có kỷ luật cao trở thành tổ chức chấp nhận nhiều người hơn mức cần thiết. Đồng thời cho biết thêm rằng lực lượng này ngày càng kiêu ngạo. Các vệ tinh do thám, máy bay không người lái, khả năng xử lý dữ liệu, hình ảnh và khả năng tấn công mạng của Israel cũng tiến bộ trong thời gian này. Hơn nữa, sau khi cuộc chiến Israel Hamas bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái, Tây Jerusalem dường như đã làm cho ông Nasrallah tin rằng hai đối thủ không đội trời chung xung đột kiểu mới, đó là Israel và Hezbollah chỉ trao đổi các cuộc tấn công qua biên giới mà không có sự căng thẳng gia tăng thêm đầu tháng này israel tấn công hezbollah bằng một loạt vụ nổ bằng máy nhắn tin và bộ đàm khiến hàng chục người thương vong tuần trước israel cũng đã xác định được vị trí của ông nasrallah tấn công một khu phức hợp ngầm ở beirut với hỏa lực cực mạnh hạ gục vị lãnh đạo lâu năm đáp lại hezbollah cam kết tiếp tục cuộc thánh chiến để đối đầu với israel trong khi iran cũng thể sẽ trả đũa cho cái chết của ông nasrallah quân đội Israel hiện được đặt trong tình trạng báo động cao để ứng phó với bất kỳ cuộc trả đũa nào. Sau vụ thủ lĩnh Chayet Hassan Nasrallah bị ám sát, nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban phải đối mặt với thách thức lớn, đó là ngăn chặn sự thâm nhập của Israel và hàng ngũ nội bộ nhóm, điều đã cho phép Tel Aviv phá hủy các kho vũ khí, cài chất nổ và thiết bị liên lạc, ám sát các chỉ huy cấp cao và đặc biệt là thủ lĩnh kỳ cựu của Hezbollah dù nơi ở của ông đã được giữ bí mật trong nhiều năm qua. Vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah là đỉnh điểm của một loạt các cuộc tấn công nhanh chóng, đã loại bỏ một nửa hội đồng lãnh đạo của nhóm vũ trang Liban và loại bỏ bộ chỉ huy quân sự hàng đầu của tổ chức này. Trong vài ngày trước và vài giờ sau vụ ám sát, ông Nasrallah, Reuters đã trao đổi với các nguồn tin ở Liban, Israel, Iran và Syria, những người đã cung cấp thông tin chi tiết về thiệt hại mà Israel đã gây ra cho nhóm bán quân sự CIA hùng mạnh này bao gồm cả các tuyến tiếp tế và cơ cấu chỉ huy của nhóm. Tất cả đều yêu cầu giấu tên để nói về những vấn đề nhạy cảm. Chưa đầy 24 giờ trước cuộc tấn công, một nguồn tin Israel tiết lộ với Reuters rằng Tel Aviv đã dành 20 năm tập trung các nỗ lực tình báo vào Hezbollah và có thể tấn công ông Nasrallah bất cứ khi nào họ muốn, kể cả tại các trụ sở của nhóm. Theo hai quan chức Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và nhóm bộ trưởng thân cận của ông đã cho phép tiến hành cuộc tấn công như vậy từ hôm 25 tháng 9. Cuối cùng, cuộc tấn công diễn ra khi ông Netanyahu đang phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York. Ông Nasrallah đã không xuất hiện trước công chúng kể từ sau cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah năm 2006. Theo một nguồn tin thân cận với việc bảo vệ an ninh cho ông Nasrallah, ông này đã cảnh giác trong một thời gian dài. Việc di chuyển của ông rất hạn chế và cũng rất ít người nhìn thấy ông. Lãnh đạo của Hezbollah thậm chí đã thận trọng hơn bình thường kể từ sau vụ nổ mà nhắn tin, vì lo ngại Israel sẽ tìm cách ám sát ông. Đó cũng là lý do ông vắng mặt trong đám tang của một chỉ huy Hezbollah và chỉ gửi bài phát biểu đã ghi từ trước. Vụ ám sát cho thấy Israel đã thâm nhập được vào tận nhóm thân cận nhất của ông Nasrallah. Israel cho biết, họ đã thực hiện vụ tấn công vào ông Nasrallah bằng cách chút bom xuống trụ sở ngầm bên dưới một tòa nhà dân cư ở phía Nam Beirut. Magnus Stop một chuyên gia cử cựu với Hezbollah tại Đại học Quốc phòng Thụy Điển nhận định. Đây là một đòn giáng mạnh vào Hezbollah và nó cho thấy thất bại của nhóm này về mặt tình báo. Israel biết rằng ông Nasrallah đang họp với các chỉ huy khác và những gì họ cần làm là tấn công. Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn quân đội Israel, Trung tá Nadab Shoshani cho biết họ nhận được thông tin theo thời gian thực rằng ông Nasrallah và các nhà lãnh đạo khác đang có cuộc họp. Ông Shoshani không tiết lộ họ biết điều đó bằng cách nào nhưng nói rằng thủ lĩnh và các chỉ huy Hezbollah đang họp để lên kế hoạch tấn công Israel. Chuẩn tướng Amicha Levin, chỉ huy căn cứ không quân Hazerim của Israel cho biết, hàng chục quả đạn đã bắn trúng mục tiêu trong vòng vài giây. Cho dù mất nhiều thành viên cấp cao, Hezbollah vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu. Theo ước tính của Mỹ và Israel, nhóm này có khoảng 40.000 chiến binh cùng với kho vũ khí lớn và mạng lưới đường hầm rộng lớn gần biên giới Israel. Sau khi xác nhận thủ lĩnh tối cao thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel, Phó Tổng Thư ký Phong trào Hezbollah tại Liban tuyên bố lực lượng này sẽ tiếp tục cuộc xung đột chống lại Israel. Trong thông điệp đặc biệt trên truyền hình, Phó Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qasem khẳng định cuộc xung đột chống Israel để ủng hộ người dân Palestine và bảo vệ Liban sẽ tiếp tục được thúc đẩy. Theo đó, đường lối và sự nghiệp đấu tranh của Tổng thư ký Hassan Nasrallah vừa bị Israel sát hại hôm 27 tháng 9 sẽ tiếp tục được triển khai cho tới khi đạt được mục tiêu đề ra. Ông Kassem cảnh báo Hezbollah đã hoàn toàn sẵn sàng giáng những đòn sấm sét và khiến Israel phải trả giá đắt. Nếu lực lượng thù địch liều lĩnh phát động chiến dịch tấn công bộ binh vào Liban, cũng trong thông điệp, Phó Thủ lĩnh Hezbollah cho biết phong trào này sẽ sớm bầu tổng thư ký mới thay thế thủ lĩnh quá cố Hassan Nasrallah. Đây là lần đầu tiên phó thủ lĩnh Hezbollah chính thức lên tiếng kể từ sau khi Tổng thư ký Hassan Nasrallah bị hạ sát trong cuộc không kích của Israel vào ngoại ô phía nam thủ đô Beirut tối 27 tháng 9. Giới chức Israel chưa đưa ra phản ứng chính thức với tuyên bố mới nhất của phó thủ lĩnh Hezbollah. Trong khi đó, truyền thông Israel cho biết nước này có thể chưa phát động chiến dịch tấn công bộ binh vào Liban trong giai đoạn hiện nay, do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ chính quyền Mỹ. Bên cạnh đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng việc lực lượng phòng vệ Israel hạ sát ông Nasrallah là một bước tiến dẫn tới việc thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực trong nhiều năm tới. Ông Netanyahu nói: "Đối phương tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ tấn công lại. Không nơi nào ở Iran hay Trung Đông nằm ngoài tầm với của Israel và các bạn biết điều đó đúng đắn thế nào." Trong cuộc không kích vừa qua, Israel cũng thành công hạ sát ông Nabin Kaok một chỉ huy chủ chốt và là thành viên của Hội đồng Trung ương Hezbollah và ông Abbas Ninforosan, phó chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tại Liban. Israel hiện vẫn tiếp tục không kích các mục tiêu của Hezbollah ở Liban. Sáng sớm 30 tháng 9, Israel mở các đợt tấn công vào Beirut, đánh dấu lần đầu tiên nội thành thủ đô Liban. Chúng không kích kể từ khi căng thẳng đối đầu Israel-Hezbollah bùng phát vào tháng 10 năm 2023. Hezbollah cũng tích cực đáp trả các đòn tấn công từ Israel. Đối đầu Israel, Hezbollah đã đẩy tình hình nhân đạo ở Liban đến mức báo động. Đài CNN dẫn thông tin từ Bộ Y tế Liban rằng chỉ trong ngày 29 tháng 9, các cuộc không kích Israel đã khiến 105 người ở Liban thiệt mạng và 359 người bị thương. Cũng theo bộ này, kể từ hai tuần trước, khi đối đầu Israel, Hezbollah nóng lên nguy hiểm, hơn 1.000 người Liban đã thiệt mạng và khoảng 6.000 người bị thương.